kem mochi các bạn ơi. Chúng mình vừa mua được một hộp kem mochi nhá. Chúng mình sẽ mở ra xem kem mochi ăn như thế nào nhá. Đó, mở ra nào. Wow, mẹ xem nào con. Oh, đây là kem mochi đấy. Oh, kem này lạ quá. Wow. Oh, chúng mình có phát hai cái thìa. Chúng mình sẽ thử ăn thử nhá. Con đây, để lùi lên mẹ xem. Mẹ ăn cái này cái cứng ăn. Oh, cứng quá. Cứng quá. Ui, méo hỏi cái thìa. À, đây là kem mochi đây các bạn ơi. Nó là một hình tròn nhá. Chúng mình chỉ sẽ ăn thử thôi nào. Ngoài là bánh các bạn ạ. Ở trong là kem. Cắn đi con. Wow, đây bạn Tây bạn cắn một miếng nhưng mà bạn ấy mặt nhăn nhó quá. Ăn cái kem mochi này bên ngoài nó dẻo dẻo mà bên trong lại là kem đấy các bạn ạ. Kem thử. Đúng không con? Đúng là kem không? Yeah, kem dâu tây. Yeah. Cầm kem lên. Ua, bạn tôi lấy được một mochi rồi. Xem thử nào. Bên ngoài là bột con ạ. Ở bên trong là kem đây. Mẹ sẽ lấy cái kem mochi cuối cùng ra. Mẹ ăn thử nữa nha. Đây, mochi đây. Dẻo dẻo mà bên trong nó lại lạnh lạnh mát mát. Phải cắn. Đúng rồi. Bạn ơi, thấy cái mochi có ngon không? Ăn đường ở ngoài. Vẫn ngon đúng không con? Đúng mà, nhưng mà có thể ăn kem dâu. Ừ. Kem dâu. Ok. Kem dâu à? Kem Tràng Tiền là có kem mochi. À, các bạn ơi, để kem mochi để ăn nhá. À, tôi thấy biết bên ngoài của cái kem mochi này là có cái gì không? Nó là bánh dẻo. Bánh dẻo ở bên ngoài con cắn thử xem. Ồ, ngon không? Bánh dẻo. Đúng rồi. Bên trong thì là kem nhá. Tôi thích ăn kem. Ờ. Ua, nhỏ được cái trên đời. Mẹ rất là thích ăn kem mochi. Con mochi ngon mà đặc sắc, ngon nhiều, ngon nhiều, ngon ơi là ngon. Của kem mochi. Mochi này là của Nhật Bản đấy các bạn ạ. Đây. Mochi, mochi. Đây là mochi dâu các bạn ạ. Tức là bên trong nó là bằng dâu. Còn bên ngoài thì nó là bánh dẻo. Nó dạng như là bánh dẻo các bạn ạ. Bạn Tân Tây đang ăn rất là nhiệt tình đây. Bạn Tân Tây có ngon không? Có. À. Hả? Đây là kem gì con nhỉ? Kem cốm. À đúng rồi, bạn Tô Tây có kem cốm đây các bạn ơi. Con mẹ có kem các loại màu luôn. Đó là kem mix luôn. Không mẹ, đây là kem thập cẩm. Đúng rồi, đây là kem thập cẩm. Mẹ sẽ ăn thử nha. Mẹ ơi, con cho mẹ ăn một miếng của con. Nào. Con ăn một miếng. Mà nó hơi mùi sô-cô-la. Mẹ có hồng không? Không có hồng ạ. Rất là ngon. Có mùi sô-cô-la rất là thơm. Ở đâu đây thì mùi gì hả con?
phải mùi cốm không? Hả con? Cốm. À đúng rồi, ăn thôi. Con ơi, con thấy kem này có ngon không? Có. À bây giờ con chào các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé.